Cháu chỉ mong được như vậy thôi mà không được. Nhà hạnh phúc quá rồi phải không cậu? Ba cái người mới mà không được đấy thì má quá chứ. Phát đầu em con già như vậy thôi, thôi quá rồi, sống trong gọi là quê hương yêu dấu của mình. Quay cho anh cái khu cà phê của thằng. Cà phê đâu cái của? Cà phê. Cậu Khánh, chị Ninh, rồi anh Tuấn thì đang ở trên sân thượng của nhà cậu Mợ Khánh. Cậu tha hồ mà lo săn sóc cây cối, vui với tuổi già này nhớ, vừa để mà tập thể dục, vừa vui thú điền viên. Vui quá là vui. Cậu sống ở trên quê hương đất nước của mình, tha hồ mà vui với niềm vui của tuổi già, không còn phải nhớ quê hương, chỉ có nhớ mấy người con người cháu ở bên Mỹ thôi. Nhưng mà bây giờ thì có internet, mình tha hồ mà nhìn thấy nhau không có phải lo. Đó là cái khu này của ai? Khu này chưa mua được. Vâng, mua hết rồi. Có mấy đầy còn cái nhà. Tức là cái đằng trước là mua rồi đó. Nếu như vậy là mặt đường rồi. Thì mặt đường hết. Như vậy là nó tiếp nối lấy lại được cái nhà cái của cậu rồi. Để những xe là không lấy từ ngoài cổng ra ngoài đi trong nhà để xe. Như vậy là lại ra.